Có anh chị nào đặt câu với cụm động từ look at cho tôi không nhỉ? Mời chị. Hôm nay là thứ bảy, anh đã đi thì đi vòng ba. Nhạc lên là em nhảy, em sexy sexy mà ta. Mỗi hôm qua còn đang thấy phường, nhìn mặt em. Nào, có anh chị nào nói được cho tôi hai món ăn đặc sản quê hương chị bằng tiếng Anh không? Em cô ơi, mời em ở miền Trung nè. À, quê em có hai cái món rất chi là ngon luôn. Món đầu tiên là little cake. À, món thứ hai là chí mô, quên mất tiêu rồi. Món gì ta? À, nem is gone. Ngon lắm luôn cô ơi. Little cake với nem is gone là cái món gì hả em? Little cake, little là ít, còn cake là bánh. Là bánh ít luôn đó cô. Là bánh ít luôn đó cô. Oh my god. Nem is gone là nem lụi. Nem lụi mà mình hay ăn hay cuốn cuốn đó cô. Anh chị cất hết sách vở tài liệu đi cho tôi, chuẩn bị làm bài kiểm tra 15 phút. Hôm trước học về chia động từ nên hôm nay kiểm tra chia động từ luôn. Tôi mà thấy ai phao phủng gì nhá là chết với tôi đấy nhá. Rồi, hôm qua thì đến 3 giờ cày phim, đã học được cái gì đâu. Yên tâm, tôi chuẩn bị hết rồi, trúng tủ. Bài này 10 điểm nhá. Ui, máy đi, đâu, cho chết với nào. Từ lấy phao đã, nhìn xem cô đâu kìa, cẩn thận chứ. Phúc ba đời nhà bà được ngồi cạnh tôi đấy nhá. Bài này á, gọi là trúng tủ. Chia động từ chứ gì. Chuyện nhỏ. 10 điểm nhá. Bài này mày tính ra làm gì? Chia động từ. Chia động từ. Chia động từ. Bà chả biết cái gì cả. Nhanh lên chia đi. Hai cái đứa kia, đi ngay ra khỏi lớp của tôi. Bạn Trang Lê 9956 có hỏi là: cô ơi, sao từ lòi lúc nghĩa là nằm, lúc nghĩa là nói dối thế ạ? Cô giải thích giúp em với ạ. Các bạn ơi, từ lòi vừa là danh từ và vừa là động từ luôn đấy. Nó còn có rất nhiều ý nghĩa khác nhau nữa. Hôm nay mình sẽ cung cấp hai ý nghĩa chính khi lòi là động từ nha. Nghĩa phổ biến đầu tiên chính là nằm. Ví dụ mình nói câu I'll lie in bed for a bit. Tôi sẽ nằm nghỉ trên giường một lát. Nghĩa thứ hai của nó là nói dối. Ví dụ như khi mình giao bài tập và mình yêu cầu các bạn về nhà làm, và hôm sau các bạn đến kiểu gãi đầu gãi tay và làm rồi nhưng quên vở, mình biết ngay các bạn nói dối và mình sẽ nói là don't lie to me, tức là đừng có mà nói dối tôi nhá. Hy vọng bạn Trang Lê đã xem được video này và hiểu rõ về từ này. Nếu các bạn có thắc mắc về bất kỳ từ tiếng Anh nào nữa thì cũng để lại cho bọn mình xem ở phần bình luận nha. Chúc các bạn có một ngày cá tháng tư không bị lừa nhiều mà lừa được nhiều người nhé. Bye bye. Các anh chị lấy giấy bút ra kiểm tra 15 phút. Tôi chết rồi, đã không anh gì đâu mà kiểm tra. Hôm trước tôi vừa kiểm tra 15 phút xong, cô này sinh ra vừa rồi kiểm tra hay sao ấy. You were fooled. Các anh chị bị lừa hết rồi. Hôm nay là April Fool's Day, ngày cá tháng 4 mà không biết à. À, hóa ra hôm nay là ngày cá tháng 4. Chúng mình bị cô cho ăn cá rồi đây này. Trời ơi, cô anh như thế nghĩa là hôm nay không kiểm tra đúng không? Đúng rồi, tôi không kiểm tra 15 phút nữa, tôi đùa đấy. Lấy giấy bút ra, kiểm tra một tiết. Nào các anh chị, nhân ngày nói dối, tôi có câu đố cho các anh chị đây. Rồi, white là trắng, house là nhà. Thế thì white house là gì? Em biết từ này, nhà trắng cái nhà to to ở Mỹ đúng không? Ừ, em biết mà. Cô đố tiếp đi. Đúng rồi đấy. Tiếp theo nhá. White là trắng, T-shirt là áo phông. White T-shirt là gì? Cái này gì? Áo phông trắng. Đây áo sơ mi trắng, xin lỗi. Nhưng mà từ này là áo phông trắng, đúng không cô? Đúng. Phải nghe kỹ câu này đây này. White là trắng, lie nói dối. Thế thì white lie là gì? Ôi dồi ôi, từ này quá dễ luôn. Hôm nay còn ngày cá tháng 4 chứ. Đây là nói dối trắng trợn. Ôi dồi,
từ này nhà em ai cũng biết luôn ấy. Tôi biết ngay mà, lời nói dối trắng trợn là như thế nào, ý nghĩa của nó hay như thế. White lie tức là lời nói dối không mang lại ý nghĩa tiêu cực gì cả, mà là muốn cho người nghe bớt tổn thương, bớt đau khổ lại. Tức là lời nói dối này tốt đúng không? Đó, người ta không muốn mình đau khổ, người ta mới dùng white lie chứ. Thế hóa ra không phải.